ghé qua An Giang thăm cánh đồng mênh mông. Mọi người ơi, thì Khang đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Long Xuyên. Tối nay thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tại Long Xuyên nha. Tối nay thì Khang có show diễn tại Long Xuyên, tại hội chợ hàng Việt Nam Thái Lan. Thì hiện tại thì nói chung là thời tiết miền Tây bây giờ thì các bạn cũng biết rồi, thì nó lúc nào cũng ông trời cũng khóc gì đó. Nhưng mà cũng thông báo cho mọi người biết một điều như thế này: cho dù có mưa bão giông tố gì đi chăng nữa, đặc biệt ở một cái chương trình quy mô hội chợ lớn như thế này của anh Quyền, thì mọi người cứ yên tâm về phần mái che nhé. Tại vì ở đây có mái che, đặc biệt chương trình hội chợ này, riêng chương trình hội chợ này là có mái che rất là to, có thể có sức chứa lên đến gần 10.000 người lận. Cho nên các bạn đừng có sợ trời mưa nha. Tôi đã hẹn rồi, tối nay tôi đã hẹn rồi, hứa hẹn rồi, cho dù mưa bão giông tố gì đi chăng nữa tôi vẫn xuất hiện. Nên mọi người cũng đừng có sợ là không có chỗ rồi nha. Thật ra thì có mái che rất là lớn, sức chứa rất là to, để mà chúng ta có thể giao lưu bằng mọi cách hôm nay. Như thế nào đi chăng nữa, thời tiết có như thế nào cũng ngăn cản, thì Lâm Tiến Khang vẫn sẽ có mặt tại hội chợ để ra mắt giao lưu cùng với tất cả mọi người, tặng quà cho tất cả mọi người. Ok rồi, yên tâm về chị biết là thông báo với mọi người là tối nay cho dù bất cứ tình hình thời tiết ngăn cản như thế nào thì Khang vẫn lên sân khấu để gặp với lại khán giả của miền Tây Long Xuyên. Chúng ta đã khá lâu rồi Khang không được gặp khán giả Long Xuyên. Thì báo cho mọi người yên tâm một điều là chương trình hội chợ của giám đốc Quyền sẽ có một cái mái che rất là to dành cho tất cả khán giả thân yêu đến chương trình hội chợ, cho nên các bạn yên tâm không bao giờ sợ bị ướt người đâu. Thì mái che đó rất là to, sức chứa được mấy ngàn người lận, nên các bạn nhớ đến sớm nha mọi người nha. Nhớ cho mọi người nhé, tối nay cho dù trời mưa giông bão hay là như thế nào đi chăng nữa thì chương trình vẫn diễn ra bình thường, vẫn tiếp diễn bình thường nha mọi người nha. Tại vì chương trình có một cái mái che rất là to nha mọi người nha, yên tâm nha, sẽ được giao lưu cùng với Khang. Còn bây giờ tôi xin bye đi nha. Bye, tối gặp nha, love you. Em rất vui mà cùng người ta bên chiếc áo hoa, bao năm tôi thân xác hoang tàn, đêm quên em bên bao thú vui. Giờ tôi đã quên rồi, tôi có quên rồi, tại sao em lại đến đây em khóc? Cầu xin người đừng đổ vội tôi chi nữa. Giờ tôi đã không như ngày xưa, chẳng yêu em nhiều đâu, không ngu si để thêm đau đầu. Ngày xưa đó tôi yêu cuồng điên, chỉ yêu em mình em yêu thật tâm. Giờ tôi chỉ mong được bình yên, khóc chi thêm người ơi, nay tim tôi hết đau thật rồi. Từ đây chúng ta không ai nợ ai. Giờ tôi đã không như ngày xưa, chẳng yêu em nhiều đâu, không ngu si để thêm đau đầu. Ngày xưa đó tôi yêu cuồng điên, chỉ yêu em mình em yêu thật tâm. Bây giờ tôi chỉ mong được bình yên.